Mọi người hãy viết xuống bốn chữ này để trở thành người bán như không bán. Ok. Love, tình yêu thương. Ok, Kim Nguyễn sẽ cắt cái này bằng chữ tình yêu thương. Tại sao khi có tình yêu thương bạn bán chứ không bán nè? Ok, đứa nhỏ nó bán cho bạn. Đứa nhỏ, cái con của bạn nó thực ra nó vẫn đang bán. Nó bán cái sự dễ thương của nó. Tôi đọc cuốn sách tôi thích lắm. Nó bán cái sự dễ thương của nó cho ba mẹ. Nó bán cái dòng gen của nó cho ba mẹ. Nó bán cái nụ cười của nó cho ba mẹ. Để ba mẹ cho nó sự yêu thương và bắt đầu cho ăn nè con. Được chưa? Nên Kim Nguyễn câu ngày hôm qua là gì? Ngày của mẹ đó. Là cái câu này hay lắm. Trên đời này không ai tốt với con bằng mẹ. Và không ai xài tiền mẹ tốt bằng con. Được chưa? Nên con là nó bán cái sự dễ thương cực kỳ để nó nhận về một cái số tiền. Được không? Mà thông qua đồ ăn thức uống, được chưa? Ok, vậy thì cái tình yêu này nó nằm ở cái chỗ nào? Đó chính là mọi người muốn bán thật sự, mọi người hãy tham dự thử đi, tham dự thử đi, ít nhất mọi người mạnh mẽ. Ok, 3 triệu đối với các bạn không là cái gì, và khi Nguyễn đảm bảo là giá trị của nó cao hơn thì mọi người tham gia vào luôn, được không ạ? À? F4. Còn nếu như mọi người vẫn còn cảm thấy kia, thử trải nghiệm buổi sáng xem, được không các bạn? Trải nghiệm, khi chúng ta trải nghiệm mà chúng ta thấy kết quả thì chúng ta bắt đầu yêu, và khi chúng ta bắt đầu yêu, bạn thở ra là các bạn đang bán hàng, được chưa? Ok, được không, mọi người? Nên bán hàng bằng tình yêu thương là số 1. Đây là như thầy Thái nói thôi, vạn tiễn xuyên tâm, à quên, giáo dục xuyên tim, được không ạ? À? Em ơn mọi người rất nhiều. Phần chia sẻ của Kim Nguyễn tới đây là dừng, được không? Thầy Thái cho 20 phút thôi, đâu có dám nói nhiều đâu. Bữa nào mọi người vô Mega Live tôi nghe tôi nói nhiều hơn. Rồi, cảm ơn mọi người. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mình đã nghe cái phần chia sẻ của thầy Kim, mình cảm thấy có một phần nào đó những cái giá trị nó chạm đến cái của mình, thì hãy comment xuống là yêu thầy Kim, hoặc là cảm ơn thầy Kim, hoặc là biết ơn thầy Kim đã đến với Stop Education. Anh chị em hãy comment xuống để gửi những lời yêu thương vô cùng yêu thương đến cho thầy Kim Nguyễn ạ. Okay, rất vui và welcome thầy đến với Stop Education, và nơi đây có rất rất nhiều người và rất nhiều anh chị em sẵn sàng phục sự cho đi. Còn rất là nhiều nhân vật bí mật ở phía sau, thầy Thái đang giấu ở đằng sau cánh gà, nhưng mà trước mắt thì Thức sẽ mang ra đằng trước cánh gà đây những cái phần quà vô cùng tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì đến phần này là phần là Thức rất là hân hạnh, rất là vinh dự và vô cùng xúc động khi được đọc đây tất cả các anh chị. Mình đã đạt được cái phần quà đầu tiên trong cái chương trình F này. Anh chị em hãy nhìn lên một chút ở bên trên cái màn hình của livestream phòng Zoom của chúng ta. Đầu tiên đó chính là giải dành cho những anh chị em share cái livestream của chương trình Bí mật triệu đô do thầy Nguyễn Công Thái. Và anh chị em hãy ghé lên trên fanpage của Stop Education để xem lại cái bí mật triệu đô đó. Và cái công thức này nó sẽ chạm đến trong cái cuộc đời của tất cả các anh chị. Và danh sách top 20 tất cả các anh chị, danh sách 20 tất cả các anh chị hãy liên hệ với chị Oanh. Anh chị em hãy comment giúp Thức số điện thoại 0833 212 425. Anh chị em hãy comment giúp Thức cái số điện thoại của chị Oanh xuống và hãy liên hệ với chị Oanh. Anh chị em top 20 sẽ liên hệ với chị Oanh để nhận giải, và anh chị em có mặt trong buổi livestream tối ngày hôm nay và có mặt trong phòng Zoom của chúng ta tối ngày đã thấy tên của mình và hãy liên hệ với chị Oanh. Anh chị em hãy comment thật là nhiều cái số điện thoại của chị Oanh và hãy gửi cái lời cảm ơn vô cùng tuyệt vời đến cho đến cho cô công chúa nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ của chúng ta đã ngày đêm chăm sóc tất cả các anh chị. Và chúng ta hãy xem thử tên của mình trên này và liên hệ với chị Oanh để nhận quà. Ok, rất tuyệt vời. Và em tin chắc rằng cái video bí mật triệu đô đó sẽ thay đổi rất là nhiều cái cuộc đời của tất cả anh chị em trên con đường khởi nghiệp thịnh vượng và bình an. Chúc mừng 20 anh chị em đã đạt, gọi là gì ạ? Anh gọi là những anh công chúa và hoàng tử chia sẻ gọi là tốc độ chia sẻ, gọi là tốc độ bàn thờ anh chị. Ok, rất là tuyệt vời và biết ơn tất cả những cái lan tỏa của anh chị. Và mỗi lần nghe đến cái share, cái chia sẻ thì em lại nhớ đến chị Vi Hồng.
chị ấy là một người nào đó, ai đó chia sẻ cho chị và chị đến ngôi nhà này, và bây giờ là chị lan tỏa rất nhiều luôn. Ok, và rất tuyệt vời. Anh chị em hãy cùng nhìn lên để chúng ta cùng chúc mừng chị Nguyễn Thị Kim Dung đã đạt được nữ hoàng chia sẻ top 1. Ok, rất tuyệt vời. Chủ đề đi mặc đồ đã thuộc về chị Nguyễn Thị Kim Dung. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị đã có mặt cùng với tất cả anh chị em đạt giải ở F1 và F2 cùng với anh chị em Team Code và anh chị em IB. Mình đã trúng giải chứ không phải là giật giải, trúng giải. Rồi, và hẹn gặp lại chị tại Singapore. Mong rằng hôm đấy em được hướng dẫn viên du lịch cho chị, em đang học tiếng Anh. Ok, chúc mừng chị. Và tiếp theo, anh chị em, nếu mà anh chị em chưa nhận được giải bởi những cái xe, không phải vì anh chị em không nỗ lực, không phải anh chị em không cố gắng và biết ơn cho dù một cái xe của anh chị thôi, thì em tin chắc rằng điều đó rất tuyệt vời. Tất cả các anh chị em đều là người chiến thắng, chỉ là những anh chị em khác nỗ lực hơn chúng ta một tí mà thôi, thì may mắn đã thuộc về họ. Và tiếp theo, chúng ta đến với video hay nhất. Anh chị em, nhóm nào mình tự tin rằng mình có video hay nhất? Anh chị em nào đã ngày đêm edit video? Anh chị em team code nào đã vận động tất cả anh chị em IB của mình? Trời ơi, quay video đi em, trời ơi, edit video, trời ơi, em chia sẻ cảm nhận đi. Rồi anh chị em có biết được rằng họ phải đau đầu, nhức óc, chảy cả nước mắt ra. Bởi vì sao ạ? Mình có một cái cảm xúc nghẹn ngào, nhưng mình không biết phải thể hiện ra bằng video như thế nào. Và nơi đây, thầy Ken có gì ạ? Những kỹ năng mềm của thế kỷ 21. Thì nơi đây chúng ta cần phải rèn luyện kỹ năng của leader, quay video. Và thầy Thái đã trao cho chúng ta hai cái giải thưởng vô cùng tuyệt vời. Cho giải nhất, đó là giải nhất thuộc về nhóm 26, và giải nhì thuộc về nhóm 13. Giải nhất like 209 like, comment 56, share 1335. Nhóm nhì like 250. Nhiều like thì nhiều like nhưng mà ít comment hơn. Rồi, comment là 87 và share là 664. Thì chúc mừng. Ok, rất tuyệt vời. Nếu anh chị em đã có mặt ở phòng gym này, giúp ban tổ chức vẫy vẫy những cánh tay và chúc mừng tất cả chị em đi ạ. Cái cánh tay của Đức thì đang bằng cầm cái gì ạ? Cái này là giải triệu đô, Đức cầm là nhiều giải nhất trên tay luôn, nhưng mặc dù không được nhận giải nào. Rất rất tuyệt vời và vô cùng tuyệt vời vì là đã được xướng tên, đọc tên tất cả những anh chị em, và em xin chia buồn cùng với em. Ban tổ chức rất yêu mến cô Trà. Các thầy rất yêu mến cô Trà, và anh chị em IB rất yêu mến cô Trà. Nhưng mà em phải chia buồn bởi vì em đành phải trao giải cho người khác thôi. Ok, rất tuyệt vời. Và cảm ơn tất cả anh chị em đã đến nơi đây. Và còn một phần vô cùng đặc biệt, giải đó là dành cho anh chị em IB và anh chị em Team Code. Thì ít phút nữa thì anh chị em sẽ đến, anh chị em sẽ đến với, rồi thì về chút nữa thì sau đến cái phần chia sẻ của thầy Thái sẽ cùng lắng động cùng với tất cả anh chị em về chúng ta là anh chị em IB, mình đã đạt giải, đó chính là giải 3, giải 2 và giải nhất. Thì anh chị em cùng hướng về màn hình để chúng ta cùng chờ đón anh chị em nào mình nghĩ rằng mình sẽ đạt được giải nhất IB, thì anh chị em có thể comment xuống được không ạ? Rồi, xin mời ban tổ chức. Rồi, giải 3, một người chị rất là tuyệt vời, rất là nỗ lực, và chị đã được đạt được giải 3. Giải 3 của IB, sau ngày đêm nỗ lực thì chị đã giành được giải mà không phải tốn sức đi giật. Rất tuyệt vời, và xin chúc mừng. Xin chúc mừng chị Bùi Thị Thanh Tâm đạt được giải 3 của chương trình. Chúc mừng chị Thanh Tâm. Và giải 3 thuộc về chị được 500 ngàn đồng và 3 STM. Ok, rất tuyệt vời. Xin chúc mừng, và em tin chắc rằng chị sẽ lan tỏa những cái món quà của chị cùng với những người đã giúp đỡ chị, có thể là người coach, có thể là MC. Ok, cảm ơn anh chị. Và em xin từ chối nhường cái món quà của em lại cho anh chị em coach, thì họ vất vả hơn em. Và xin đến giải 2,
Xin mời ban tổ chức giải hai dành cho chị. Dành cho chị. Rất là dễ thương. Tóc chị không dài lắm, cũng không ngắn lắm. Tóc chị vừa vừa. Một gương mặt rất là dễ thương, rất là năng lượng. Và xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Thu, giải nhì của AB. Giải thưởng của chị là 1 triệu đồng cộng với 3 STM và một khóa gồm leader. Xin mời bạn nhất tiếp tục. Và hẹn gặp lại chị vào chương trình Room Leader. Và đây là một phần quà mà khi em đọc, tay em thì nó run nhưng mà chân thì nó vẫn bình thường cho nên vẫn đứng được. Và một giải nhất thuộc về một người chị vô cùng vô cùng tuyệt vời, và cũng có thể là một người anh vô cùng tuyệt vời, và cũng có thể là một người thầy vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà dù sao thì em vẫn yêu phụ nữ hơn, cho nên em quyết định trao giải cho một người chị. Và chị ấy là chị Nguyễn Thị Thu Thảo. Xin chúc mừng chị đã đạt được giải nhất một thế giới lực Singapore. Xin chào mừng chị đến đất nước Singapore có cùng diễn đàn, mặc dù em chưa tới. Và đất nước Singapore xin được chào mừng chị. Và năm nãy em còn học với khóa Room Leader. Em tin chắc chị là một người leader vô cùng xuất sắc, sẽ cùng cống hiến và phụng sự cho chương trình FK04. Chị chắc chắn sẽ là một người cốt, cốt còn tuyệt vời hơn cả những người cốt nữa. Ok, rất tuyệt vời. Và xin nhường lời lại cho thầy của chúng ta. Người thầy sẽ chia sẻ những cái cảm nhận của anh chị em IB. Và hẹn gặp lại anh chị em vào phần trao giải tiếp theo. Xin mời thầy Nguyễn Công Thái. Xin chúc mừng tất cả chị em đã đạt giải trong cái chương trình vừa rồi. Tuyệt vời không ạ? Thì tôi phải chi hết một khoản tiền khá lớn để cho hai cái giải đi Singapore và cấp học bổng cho anh chị em. Xin chúc mừng anh chị em đạt giải ạ. Ok. Chỉ xe lai thôi được đi Singapore, đi Singapore và hết Covid, khi nào mà mở cửa thì chúng ta sẽ có một cái chuyến đi rất tuyệt vời cùng với thầy Ken Bay, ghé thăm quê hương của thầy và nghe câu chuyện tại sao tôi lại lập ra cái subrogation. Tôi thiết kế và toàn bộ cái subrogation thì tôi dựa trên một cái nền tảng của Singapore đó anh chị em, một quy trình của Singapore. Thì đó là cái điều vô cùng tuyệt vời, cho nên chuyến đi đầu tiên xuất ngoại của đội ngũ của chúng ta sẽ đi Singapore. Chúc mừng những anh chị em đã đạt giải đi Singapore. Và bây giờ thì tôi thấy những cánh tay rất là tuyệt vời, những anh chị em đạt giải và những anh chị em IP có những cái chia sẻ, mong muốn chia sẻ trong cái hành trình học vừa rồi của chúng ta, đúng không ạ? Và đến cái chương trình này có một học viên vô cùng đặc biệt. Cô ấy cũng là chuyên gia đào tạo khởi nghiệp cho học sinh, cho học sinh, là một giảng viên của trường cao đẳng, là một vị tiến sĩ. Nhưng đến chương trình học này là cũng cười tét miệng suốt cả khóa học, trừ khi phải làm bài tập thôi. Xin mời chia sẻ cảm nhận của chương trình của tiến sĩ Thanh Trà đến từ trường cao đẳng Bà Rịa Vũng Tàu. Xin mời Thanh Trà. Thầy cùng cô Khánh Ngọc cùng toàn thể các thầy cô cùng các anh chị ở khóa K03. Rất là hồi hộp khi mà em giơ tay phát biểu. Thấy các chị, các anh là cũng giơ tay liên tục, nhưng mà em cứ bị ao. Giơ tay xong lại nhìn thấy sao tay của mình không thấy đâu cả. Và bây giờ thấy bàn tay đã được thầy gọi đến trước đầu tiên, và đấy là cái niềm vinh dự của em. Trong suốt cả các khóa học, mà từ khi cô Ngọc dẫn dắt cho đến khi mà bắt đầu chạm tới K03, thì đúng thật nó cũng bình như tất cả các khóa học được tham gia thôi. Em là một người chuyên gia nhảy dù. Đối với cô Ngọc, em là một cái học viên cá biệt chuyên gia nhảy dù vào các lớp học của cô và cũng như của các chuyên gia khác. Và đến K03 của SE này cũng là một chuyên gia nhảy dù thành công. Và hôm nay em phải khẳng định rằng mình đã thành công trên con đường của Startup Education, đúng như cái duyên mà em đã được gặp cách đây năm 2013. Được Bộ Giáo dục mời và tuyển vào trong cái đội nhóm dạy học kinh doanh trong nhà trường của Tổ chức Lao động Quốc tế. Và với cái quan điểm của Bộ Lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế rằng là chúng ta hãy bắt nguồn từ nguồn vốn khiêm tốn của gia đình, là nguồn vốn khiêm tốn của gia đình một cách nhỏ nhất. Thì năm 2007 có một cái tổ chức dành cho người khuyết tật
đó là của chị Thảo Vân và của bạn Mạnh Hùng. Bạn Mạnh Hùng thì bị bại não thì đã mất rồi, sinh năm 81, còn chị Thảo Vân hiện nay vẫn đang còn và là một trong những người khởi nghiệp IT đầu tiên của Việt Nam và dành cho người khuyết tật với nguồn vốn khiêm tốn 500.000. Thì đối với Start Education thì nguồn vốn 3 triệu đồng rất nhỏ thôi mà các thầy cô được tỏa sáng, được nâng tầm trí tuệ, được gia tăng giá trị và được phụng sự xã hội. Và đấy là cái điều mà em cảm thấy tự hào nhất, được nhảy dù một cách thành công nhất và được chia sẻ với tất cả các thầy cô cái cảm nghĩ của mình, được tỏa sáng trong một cái phòng Zoom 1.000, 2.000 người mà cảm thấy mình đúng như là thầy Khiêm Nguyễn vừa nói đấy, đó là nhẹ như là không khí đấy. Em cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn cô Ngọc, cảm ơn thầy Canpay, cảm ơn thầy Thái cùng với thầy Kim Nguyễn và tất cả đội nhóm K03N44 đã dành cho em một cái thời gian quý báu để được nói chuyện, được bày tỏ cảm xúc của mình. Em cảm ơn các thầy cô. Cảm ơn Thanh Trà rất là nhiều với những chia sẻ. Một học viên đặc biệt là tiến sĩ vô trong chương trình F, cho dù bất kỳ bạn là ai, bạn cũng tỏa sáng. Anh chị em comment ạ, bất kể bạn là ai, bạn cũng được tỏa sáng trong chương trình huấn luyện nhà lãnh đạo cấp tốc, từ tiến sĩ nha, cho đến giáo sư, cho đến người lao động, đến giáo viên, đến hiệu trưởng, đến phó hiệu trưởng và đến cả người khiếm thị và cả người không đứng dậy được mà phải nằm trên giường bệnh học vẫn thấy yêu đời. Đó là đặc điểm của F, đúng không ạ? Cho nên chương trình F là chương trình của tình yêu. Đúng là chương trình của tình yêu, cho nên lan tỏa rất là mạnh mẽ. Và bây giờ thì tôi xin mời sự chia sẻ của một học viên vô cùng đặc biệt. Cô ấy là một tấm gương nghị lực rất lớn. Và khi mà thấy cô ấy xuất hiện thì tôi thực sự ngạc nhiên, trong cộng đồng của chúng ta có một học viên đặc biệt như vậy. Xin mời sự chia sẻ của thầy Hạnh ạ. Xin mời Hạnh ạ. Xin mời mở mic cho thầy Hạnh ạ. Rất đặc biệt, Hạnh mong muốn được giao lưu với chị em trong chương trình tổng kết này. Xin mời Lê Dương Thể Hạnh. Anh chị em hãy comment điều gì đó vô cùng tuyệt vời cho Thể Hạnh đi ạ. Hạnh ơi, em đâu rồi? Hạnh là một người rất đặc biệt. Hạnh không nhìn thấy được. Nãy thì thầy thấy Hạnh trên phòng Zoom mà bây giờ chưa mở mic. Thầy nghe rồi, thôi thầy nghe rồi. Yeah, bà con ơi, hành chào tất cả mọi người, hành chào thầy Thái, hành chào mỹ nhân xinh đẹp Khánh Ngọc, hôm nay hành chào luôn mỹ nhân xinh đẹp Thanh Trà. Trời ơi, sao toàn mỹ nhân không à. Nhưng mà nói thật sự là hôm nay Hạnh rất xúc động. Hạnh rất xúc động trong cái không khí này. Hạnh nói là như lần trước Hạnh đã chia sẻ, là Hạnh nhắc lại một lần nữa là Stop Education là khai sinh Hạnh lần thứ ba. Thật sự mình nói, sau khi trở về dương thế từ lưỡi hái tử thần thì Hạnh có một tâm nguyện là Hạnh nguyện đem tất cả sức lực còn lại của mình để chia sẻ yêu thương và niềm tin sống của mọi người. Và Hạnh đã làm được, và làm được đó. Hạnh làm, Hạnh tập thể dục, Hạnh hát để Hạnh có thể nói, và cuối cùng Hạnh lại gặp được đại gia thầy giáo đẹp trai Nguyễn Công Thái và cho Hạnh được chém gió trong cộng đồng Stop Education. Cho nên là Hạnh nói, nơi nào có tình yêu thương, nơi đó còn sự sống. Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có Hạnh. Hạnh sẽ chém gió cho tới khi nào thầy Thái kêu là Hạnh ơi em nói nhiều quá, thầy không chịu nổ lưỡi, cho nên thầy không cho em vào Stop Education nữa, thì lúc đó Hạnh mới đi ra. Cho nên là tất cả mọi người, Hạnh sẽ truyền được bao nhiêu niềm tin sống vào mọi người, Hạnh sẽ truyền hết. Tại vì là với Hạnh không có cái gì cao quý bằng người thầy, không có cái gì cao quý bằng người, bằng người giáo viên. Một công trình kiến trúc nguy nga, một chiếc cầu bắc qua sông lớn cũng bắt đầu bằng một chữ A. Cho dù bạn làm cái gì đi chăng nữa, bạn làm tổng thống hay bạn làm ông nọ bà kia, hay là bạn có thể vượt lên số phận như Hạnh, hay như bạn Hồng, hay như bạn Nguyễn Nhất Tính,
đi chăng nữa thì bạn cũng phải học chữ A thì bạn mới có bạn vươn lên trong cuộc đời. Cho nên là hạnh nguyện là sẽ đem tư tưởng này đi khắp nơi và đồng hành cùng tất cả thầy cô giáo để phát triển một công một một cái sự nghiệp gọi là giáo dục xuyên qua tim, một cái câu thấm đẫm tình người và hạnh ngủ hạnh cũng mới giáo dục xuyên qua tim. Hạnh xin hết, nhưng mà trước khi hết cho hạnh hết cú chót nữa. Sáng thứ bảy tuần này 4 rưỡi sáng cố gắng dậy sớm nghe hành chém gió, bạn là kim cương. Nghe là biết quý cỡ nào đó, bạn là kim cương nhớ nghe mà con. Rồi hết thiệt rồi thầy ơi, em nín thiệt rồi em hứa. Đã. Hạnh là một người vô cùng đặc biệt. Cảm ơn Lê Dương Thầy Hạnh rất nhiều. Sáng thứ bảy vừa rồi thì với câu chuyện của Lê Dương Thầy Hạnh đã rất là nhiều trái tim yêu thương được rung động và là một tấm gương nghị lực rất lớn cho cộng đồng của chúng ta. Và sáng thứ bảy này thì với cái chủ đề bạn là kim cương rất là đặc biệt của cái sự chia sẻ của Lê Dương sự Thầy Hạnh, anh chị em đón xem cái chương trình, dự cái chương trình sáng thứ bảy này của bạn ấy nhé, rất là tuyệt vời. Và bây giờ này thì tiếp tục tôi xin mời chia sẻ của một người đại diện của ban giám hiệu đấy ạ. Xin mời chị Minh Tơ ạ. Xin mời AP Minh Tơ. Chưa thấy chị giơ tay, xin mời Minh Tơ ạ. Và tiếp theo là người chia sẻ sẽ là người giải nhất cho AP Thu Thảo ạ. Xin mời Minh Tơ ạ. Anh chị em mở mic cho Minh Tơ. Nhất mà Minh Tơ nhận được trong chương trình F là gì? Và vận dụng gì cho công tác quản lý của mình nhỉ? Xin mời Minh Tơ. Dạ vâng ạ. Mọi người đã nghe thấy em nói chưa ạ? À, thầy nghe rồi. Dạ vâng. Em không nghĩ rằng buổi tối ngày hôm nay em được phát biểu, vì thế công tác chuẩn bị của em cũng chưa được chu đáo lắm. Tuy nhiên rằng là vừa rồi thì trong cái chương trình mà ngồi nghe ở đây thì em đã nhận được một câu rất là tuyệt vời của bạn Khiêm. Và em cũng nghĩ rằng đúng thật. Tất cả những người dậy sớm thì chưa chắc đã thành công, nhưng mà những người thành công thì chắc chắn sẽ phải là những người dậy sớm. Đấy là quan điểm của em và em nghĩ là như vậy. Cái buổi tối ngày hôm nay thì em cũng xin phép được chia sẻ một số những cái kết quả mà em đã nhận được để báo cáo với lại toàn thể các quý thầy cô và các bạn ngồi đây. Chúng em đang ngồi ở một nơi rất gần tâm dịch, gần Cổ Lễ, cách chúng em 13 cây, thì hiện nay số lượng học sinh của trường Lê Quý Đôn và cũng có kết quả buổi sáng ngày hôm nay nữa là học sinh của trường cấp 2, tức là cái em trai của em gái học ở trường cấp 3 Lê Quý Đôn đấy, là đã có 38 học sinh cùng với 8 thầy cô đang phải đi cách ly. Chúng em rất là buồn phiền vì trong khoảng thời gian vừa qua là những buổi cuối cùng em đã không được tham gia đầy đủ, bởi vì chúng em phải họp trực tuyến, phải chuẩn bị một số các cái chương trình để tổng kết năm học. Tuy nhiên thì đúng là 11 buổi đầu tiên đó em đã tham gia rất đầy đủ. Và cái giá trị em nhận được ở trong chương trình học này phải nói là vô cùng tuyệt vời đối với một người làm công tác quản lý như em. Rất là nhiều, em cũng xin nói lại rằng là khao khát lớn nhất của mỗi một người làm công tác quản lý đó là mong muốn làm sao đó trường mình, học sinh thì được hạnh phúc khi đến trường, và các thầy cô giáo cũng là coi ngôi trường của mình là ngôi trường thứ hai, gia đình thứ hai, thì đó mới là một ngôi trường hạnh phúc. Thì khóa học này đã giúp cho em có được những cái kết quả rất là khả quan. Và em thì chính vì không có điều kiện, không có thời gian để động viên, vì tất cả các thầy cô giáo, bạn bè của em trong thời gian này là họ đang rất là lo lắng, cho nên là không ai có tâm trạng để tham gia khóa học lần này. Cho nên là em chưa được tham gia học Rom Leader, nhưng mà em chắc chắn sẽ tham gia vào khóa học thứ tư để em sẽ phải làm thế nào đó tự mình đạt được cái kết quả của mình. Về phần nhận được những cái kết quả trong khóa học thì điều thứ nhất mà em làm được đó chính là cái công tác quản lý, cái cách thức đánh giá và xây dựng kế hoạch cũng như là xác định mục tiêu của em rõ ràng hơn rất nhiều, áp dụng ngay vào phần công việc của mình. Em là biểu tượng của cái hình mẫu là diễn viên, cho nên là một trong số những cái điểm yếu nhất là tính cẩu thả. Và ngay sau khi mà em nhìn thấy cái bản STM đó thì em bảo chết rồi, chết rồi, đúng đến mức độ mà mình bắt buộc phải thay đổi. Và ngay từ đó thì cái quyết định của em phải được thiết lập ngay, đó là tất cả những công việc mà em làm cho đến bây giờ thì em tự tin rằng em đang đi từng bước chậm, nhưng mà chắc chắn là chắc các kế hoạch, các công việc của em làm đã tốt hơn rất nhiều. Thứ hai là đối với lại công tác lên lớp, em vẫn đứng trên lớp bục giảng 4 tiết. Thì phần việc dạy học ngày trước là em luôn dùng
40 phút cho việc lên lớp, 5 phút hoặc là nhiều hơn một chút cho các cái công tác bề ngoài, thì bây giờ em dành nhiều thời gian hơn cho công việc coach học sinh. Và thành công lớn nhất của em trong buổi cuối cùng cho học sinh trước khi học sinh lớp 11 nghỉ học và lớp 12 bước vào ôn thi, thì em đã coach cho một em học sinh lớp 12 về cái đăng ký thi vào trường Đại học Kiến trúc. Em học sinh đó đã nói với em rằng: cô ơi, đúng là cô đã cho em được một điều, đó là em cần phải biết ước mơ. Đó là khi em hỏi em ấy rằng là em đi vào trường, em thi vào trường Đại học Kiến trúc, nhưng em có hình dung rằng trong tương lai em làm gì không? Đấy, và tại sao em lại thi vào trường kiến trúc? Và như thế thì em nghĩ rằng là bằng cái bộ cốt câu hỏi của chương trình, em chắc chắn rằng em sẽ thành công trong công tác làm việc với học sinh và đặc biệt là với phụ huynh. Vì thế cho nên là đối với bản thân em thì em thấy rằng đây là một khóa học vô cùng giá trị. Nó nhiều giá trị hơn những gì mà chúng em bỏ ra. Nó nhiều giá trị hơn rất nhiều so với số tiền mà chúng em đã bỏ ra. Và xin rất là chân thành cảm ơn các quý các thầy cô. Và em cũng khao khát là đến một ngày nào đó em cũng được đồng hành cùng với các thầy cô, có thể không được ở trực tiếp thì cũng gián tiếp, để làm thế nào đó đóng góp một sức nhỏ của mình vào với một cái mong muốn, đó là xây dựng cho xã hội của chúng ta có rất nhiều người khao khát học tập và để trở thành những người giáo viên hạnh phúc, và sẽ giúp cho rất nhiều những học sinh hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Commenter Phó Hiệu trưởng đã nhận ra nhiều giá trị từ cái chương trình này, rất là tuyệt vời. Cảm ơn cô. Và đặc biệt là trong cái mùa Covid thì anh chị em mà ở vùng tâm dịch đó, thì những anh chị em nên học chương trình của SE. Tức là khi bị cách ly mà được học, lần trước có rất nhiều anh chị em cách ly thì học chương trình buổi sáng. Bởi vì khi mà học cái chương trình buổi sáng của SE của mình đó, thì cái năng lượng được yêu thương, năng lượng bình an và năng lượng của sự hạnh phúc. Tức là cái năng lượng của bình an, yêu thương và hạnh phúc thì nó có thể có khả năng là chống được Covid. Không biết anh chị em tin không, nhưng tôi tin đó. Tôi tin cái năng lượng của bình an, năng lượng của hạnh phúc và năng lượng của yêu thương, nó là một cái trường năng lượng tích cực để chống được Covid đấy, đúng không ạ? Để chúng ta hãy đón nhận mọi thứ với một cái tinh thần, với một cái năng lượng yêu thương, một cái tinh thần tích cực, để chúng ta sẵn sàng để có một cái trường năng lượng tốt nhất để Covid không đến với chúng ta. Bởi vì sự bình an, sự hạnh phúc và bằng tình yêu thương thì Covid xa ta ra, đúng không ạ? Đấy, đó là cái chia sẻ của tôi. Cảm ơn chị em rất nhiều. Và bây giờ xin mời trở lại chia sẻ của một người vô cùng đặc biệt. Đã được giải nhất trong cái chương trình này. Xin mời Thu Thảo ạ. Xin mời Thu Thảo. Còn rất là nhiều cánh tay chờ, đúng không ạ? Xin mời Thu Thảo ạ. Xin mời chia sẻ của Thu Thảo. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn.